Cả đàn sẽ nguy mất nếu chúng ta không có nguồn thức ăn. Dạ, bẩm nữ chúa, lương thực dự trữ đã cạn sạch rồi. Thần e rằng chúng ta không còn cự nổi qua mùa đông rét mướt này đâu ạ. Từng này thức ăn thì làm sao đủ cho cả đàn được nhỉ? Xem nào. Làm sao hôm nay? Xem nào. Đất ẩm, ánh sáng yếu. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Từ nay chúng ta đã có nguồn thức ăn lâu dài, không lo bị đói nữa rồi. Thank you.
Sao thế nhỉ? Phải hỏi đầu nhỏ ngay mới được. Có ăn rồi, có ăn rồi. Bẩm nữ chúa, lương thực trong kho đã cạn sạch. Thần đã cho người đi tìm nguồn thức ăn nhưng đều không thấy. Thưa nữ chúa, quỷ bà đã có lương ăn rồi ạ. Ngày đêm nay người hãy mang nhiều thức ăn về đây. Dừng lại, các người là ai? Đến đây làm gì? Mau tránh đường. Lên, xông lên. Xem đây. Sao lúc đấy tớ yếu thế không biết. Mọi người ở nhà, để tớ đi xem thế nào. Chờ tớ với. Lòng của chúng ta. Bảo Ngành, mật khẩu, dậy mãi mà không nhớ. Mật ngọt. Phải đến tận nơi ở của bọn chúng xem sao. Quan đã, phải đợi lệnh của nữ chúa đã chứ. Đi nào. Nhất định bọn chúng sẽ lại tiếp tục đến đây. Chúng ta phải nghĩ cách để bảo vệ những vườn nấm. Lần này nữ chúa cứ để con ạ. Bọn chúng to khỏe, hung dữ, lại rất đông. Phải nghĩ cách đối phó. Thưa nữ chúa, bọn chúng lại hung hổ kéo đến ạ. Tất cả chuẩn bị ứng phó. Dừng lại. Bắt bọn nó vào cho ta. Nhanh lên, xông lên chúng mày.
thế này thì thiệt hại sẽ rất lớn. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Theo tớ. Đó là công sức của cả đàn chúng ta, không thể dễ dàng như vậy được. Con nhìn đi. Con nhớ phải hết sức thận trọng. Xin nữ chúa yên tâm ạ. Lệnh thu quân kìa, rút thôi. Rút, rút. Ê, trông cậu giống hệt bọn chúng rồi đấy. Khi nào những chiếc lá trên cây này rụng hết, bọn tao sẽ quay trở lại. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Nào, đi lên. Mật khẩu. Mật ngọt. Lâu lắm rồi chúng ta mới được một bữa no nề thế này. Xin mời. Sao chúng mày đứng ngây dài thế? Ăn đi chứ. Khỏe lên, khỏe lên. Vẫn khỏe lên. Thưa chỉ huy, nữ chúa gọi ngài ạ. Lương thực của bầy kiến đen sắp cạn kiệt, mình phải hành động ngay thôi. Đến giờ ăn rồi các con. Đây là phần của anh, em ăn đi. Em xin. Vậy phần của ai người đi ăn? Hôm nay anh sẽ dạy các em chơi trò làm vườn nhé. Tôi sẽ giúp cô dạy các cháu trồng loại nấm này. Được thế thì tốt quá. Đây. Đây, cho bạn đây là. Đây, lấy những cái tấm này để lên đây. Đứng yên. Bỏ chiếc lá xuống, không được động đậy. Ngươi làm gì ở đây vậy? Mật khẩu. Mật ngọt. Ngươi không phải quân kiến đen đúng không? Mật khẩu hôm nay không phải là mật ngọt, mà là mật đắng. Mày chạy ra. Bắt nó lại. Bắt nó lại đó. Dừng lại. Dừng lại kìa. Dừng lại. Dừng lại. Chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy đi. Chạy đi.
kéo nó lên. Xin nữ chúa xử tội hắn để làm gương cho kẻ khác. Ngươi đột nhập vào đây nhằm âm mưu gì? Tôi đến đây chỉ với mục đích hướng dẫn cách trồng nấm mà thôi. Nếu không tin, nữ chúa hãy cho người ra xem vườn nấm. Dạ, thưa nữ chúa, con đã xem rất kỹ, không hề có cây nấm nào đâu ạ. Phạt hắn theo hình phạt cao nhất của loài kiến chúng ta. Mong nữ chúa hãy tin tôi. Đó. Đi ạ. Đầu nhỏ đi đã lâu mà chưa thấy tin tức gì cả. Ta thấy nóng ruột quá. Xin nữ chúa cứ yên tâm, đầu nhỏ rất thông minh, nhanh nhẹn. Giả nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu ạ. Hy vọng là vậy. Lá trên cây đã rụng hết, bọn chúng lại sắp kéo tới. Chúng ta phải nghĩ cách gì để đối phó. Lần này nhất định chúng ta phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ thành quả lao động của cả đàn. Đúng vậy, người sắp xếp đội ngũ chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Xin tuân lệnh. Vườn nấm nào? Dạ, chính anh Tiến đã dạy lũ trẻ trồng nấm đấy ạ. Anh thật có công lớn đối với chúng tôi. Chuẩn bị chiến đấu. Thưa nữ chúa, chúng tôi có chút quà, mong nữ chúa bỏ qua những chuyện trước đây. Bẩm nữ chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta rất tự hào về cậu. Này, ở đây bao nhiêu là nấm? Nguy rồi, nguy to
Có chuyện gì vậy? Ngài có sao không ạ? Mau báo cho nữ chúa ngay, vừa nấm đang bị lũ sâu phá hoại. Thưa nữ chúa, thưa nữ chúa, bọn chúng trông rất to khỏe và hung dữ. Bọn chúng ghê gớm vậy sao? Thưa nữ chúa, ta đã có đội quân hùng mạnh thì đâu có gì đáng ngại ạ. Đúng vậy, ngươi hãy cho quân đuổi chúng đi. Đứng lại! Các ngươi là ai mà dám ngang nhiên vào đây phá phách vậy? Mau biến khỏi đây! Xông lên! Đứng lên! Ông lộ! Tấn công! Tới nó lại cho ta! Xông lên! Nhờ phát minh của cậu, bọn mình đỡ vất vả hẳn. Sao lại đến hẹn mà không thấy kiến đen sang lấy lá nhở? Ừ nhỉ, hay bọn mình chở lá sang cho các bạn ý đi. Tớ cũng muốn sang thăm vườn nấm bên đó. Lên đường nào! Chào các bạn kiến cánh! Chào các bạn nhé! Nữ chúa đã bị bọn xấu gióm bắt đi rồi. Cậu xem có cách gì giúp chúng tớ với. Lên nào. Lên đây, lên. Có thấy nữ chúa không? Không thấy nữ chúa đâu cả. Khốn hồn thế bảo quân của ngươi giao nộp vườn nấm cho ta. Không bao giờ. Để rồi xem. Phải mau tìm cách cứu nữ chúa, kẻo nguy mất. Chúng ra điều kiện phải giao vườn nấm thì mới thả nữ chúa ra. Hay... không được, bao nhiêu công sức của chúng ta mới được như vậy. Này nhá, đây, để như thế này, được chưa? Bắt đầu! Người nào nhanh nhất sẽ có thưởng. Cứu, cứu, cứu! Cứu! Bẩm ngay, bẩm ngay! Chuyện gì? Quân kiến đen kéo đến rất đông ngoài kia. Theo ta. Mạng sống của nữ chúa đang nằm trong tay ta. Bọn bay mau đầu hàng ngay. Ngươi đừng có mà mơ. Bắn. Bắt lấy bọn nhóc cho ta. Tất cả rút lui. Rút lui. Không.
Bắn! Đội hình bên trái, bắn! Bọn chúng đã trúng kế của đầu nhỏ. Trùng dầu nữ chúa đâu rồi nhỉ? Các người tưởng cứu được nữ chúa dễ vậy sao? Ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, các người không mau mang nấm đến thì nữ chúa của các người sẽ tạm biệt lũ nhãi nhép. Làm thế nào bây giờ nhỉ? À, đầu to! Đầu to, đầu to! Tôi có cách rồi. Phải làm thế nào để khắc chế được? Các cậu cứ làm theo kế hoạch, việc đó cứ để tôi lo. Tất cả dốc mạnh vào. Các cậu mau đi tìm nữ chúa, cắt đứt sợi tơ của bọn chúng. Dừng lại! Nữ chúa! Mau đầu hàng ngay! Sao giờ này đầu nhỏ vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Đầu nhỏ kia, các bạn kiến cánh đến giúp chúng ta. Đầu nhỏ kia, đội vệ binh kiến cánh đến. Tấn công! Chụp lưới! Xin tha tôi à! Cậu cười lắm.